Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trong ngày ấy có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Ê-rô-đê toan giết Thầy. Người trả lời: Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: Đây ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri phải bị giết chết ngoài thành Jerusalem? Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cảnh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị phá hoang vu. Nhưng ta bảo cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn xem thấy ta cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, có một vài người Pha-ri-siêu đến báo tin cho Chúa Giêsu về việc tiểu vương Ê-rô-đê muốn tìm giết Ngài. Họ khuyên Ngài nên ra khỏi vùng đất dưới quyền lãnh đạo của Ê-rô-đê, vì chính ông này đã từng giết ngôn sứ Gioan Tẩy Giả. Chúa Giêsu vẫn lộ vẻ ung dung, không sợ hãi. Ngài gọi Ê-rô-đê là con cáo, một con vật ranh mãnh và quỷ quyệt. Đe dọa của ông ta không làm cho Ngài chùn bước. Ngài vẫn tiếp tục làm điều mà Ngài đã làm, đó là xua trừ ma quỷ, đó là chữa lành bệnh tật, đó là rao giảng. Hôm nay, ngày mai và ngày mốt vẫn cứ như vậy. Chúa Giêsu xác định: Tôi tiếp tục đi. Chúa Giêsu không phải là người đứng ra để đối đầu với họ, bởi vì Ngài đem đến tình yêu. Nhưng rồi những người đấy, những người trong chính quyền, những người trong lãnh đạo tôn giáo đã đối đầu với Chúa. Họ về phe nhau để họ tìm cách hủy diệt Ngài. Tại sao lại phải chạy trốn những đe dọa đang sắp tới? Ngài nói: Jerusalem, Jerusalem. Ngài than khóc cho số phận của thành thánh đã không nhận ra Chúa và không nhận ra đấng được sai đến. Khi Chúa nhìn chúng ta, liệu Chúa vui mừng hay Chúa sẽ than khóc khi nhìn đến thân phận của chúng ta? Chúng ta có như một Jerusalem, chúng ta có như những người Do Thái đương thời chối Chúa hay không? Chúa nhận ra trong chúng ta đầy những rác rến tội lỗi và nết xấu, để rồi Chúa than khóc bởi vì chúng ta vẫn chai lì, không muốn dọn dẹp. Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay đã kết thúc với lời than của Chúa Giêsu với Jerusalem. Lời than này rất triệt để: Ngươi giết chết các ngôn sứ, ném đá những người được sai đến cùng ngươi. Chúa mặc khải một sự thật, đấy là thành đô được tuyển chọn cách đặc biệt, thế mà nó là nơi phản bội. Xin cho lời của Chúa Giêsu về Jerusalem nói về thành đô này, và còn nói về cả chúng ta nữa. Chúng ta đang cần phải lắng nghe tiếng Chúa. Chúng ta đừng bỏ mặc nữa, đừng coi thường, đừng tìm cách loại trừ.
Chính loài người đã hoan hô Chúa rồi lại bỏ mặc Chúa, như trong Thánh Vịnh viết trong những giờ kinh sáng diễn tả như thế này. Nhưng dân ta đã chẳng nghe lời, Israel nào đâu có chịu, ta đành mặc họ lòng chai dạ đá, muốn đi đâu thì cứ việc đi. Nếu Chúa Giêsu nói Thiên Chúa đã chán ngán Israel, chán ngán những người lòng chai dạ đá, thì xin cho chúng ta đừng trở thành những con người chối từ chai đá, để rồi Thiên Chúa phải nguyền rủa và than trách về chúng ta. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những người Pha-ri-siêu cảnh báo Chúa Giêsu rằng vua Hê-rô-đê sẽ đến giết Ngài. Nhưng Chúa Giêsu đã nói với họ: các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Cái chết luôn là mối đe dọa đối với con người, lo sợ và kinh khiếp khi cái hơn là cái chết là một cực hình. Là con người như chúng ta, Chúa Giêsu cũng không tránh khỏi những lo âu sợ hãi trước cái chết, nhưng Ngài đã cho thấy điều đó trong cơn hấp hối tại vườn Gethsemane: lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi con, dầu vậy xin đừng theo ý con, nhưng xin ý Cha được nên. Tuy nhiên, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tỏ ra bình thản trước việc Hê-rô-đê tìm cách sát hại Ngài. Chúa Giêsu bình thản đến độ dửng dưng và thách đố. Và sở dĩ như thế là vì Ngài luôn trung thành tuyệt đối với ý định của Thiên Chúa. Ngài xuống thế gian với một sứ mạng cứu thế, và cái chết chính là hy tế mới để nhờ cái chết ấy chuộc lại lỗi lầm mà con người đã sai phạm và phục hồi tư cách làm con Thiên Chúa cho nhân loại. Cuộc sống của chúng ta là một ân huệ Chúa ban, cũng như đó là một sứ mạng. Như Chúa Giêsu, con người cũng phải nói lên ý muốn của Đấng đã sai phái mình và làm cho sứ mạng của mình được hoàn tất. Thái độ của Đức Giêsu trước kẻ thù hung hãn là Hê-rô-đê rất bình thản và ngay cả thách thức, bởi Chúa Giêsu nhận ra điều chính yếu trong sứ mạng của Ngài, nên cái chết trở nên vô nghĩa. Trong kinh cảm ơn cuối lễ mà mọi người chúng ta thường đọc: con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con cho con đặng làm người. Chúa đã không để chúng ta biệt tâm trong hư vô, mà gọi chúng ta ra đời, làm người và làm con Chúa. Chính vì thế, sự sống là một hồng ân và một bổn phận. Chúng ta là con, chúng ta phải mang trên mình tâm tình biết ơn và kể cả một sứ vụ, làm cho danh Chúa được cả sáng, làm cho bộ mặt thế giới này trào tràn tình yêu của Thiên Chúa. Đấy là điều chính yếu trong cuộc đời của chúng ta. Có lẽ thế giới này đã làm cho chúng ta quên đi cái chính yếu của đời mình, mà chỉ chọn cái tùy phụ, nghĩa là chọn thế gian hơn là chọn Chúa. Nên khi đối diện với những thách đố, những hung hăng của cuộc đời làm cho chúng ta sợ hãi, chúng ta khóc thét và trốn tránh, như vậy có phải chúng ta đã chết trước khi chúng ta chết không? Nói theo ngôn ngữ của Thánh Bonaventura, thế giới này không phải là ngẫu hứng của Thiên Chúa, nhưng qua đó là diễn tả một tình yêu đầy tràn của Thiên Chúa. Nghĩa là từ tình yêu đầy tràn và viên mãn nơi Thiên Chúa được phát xuất ra chúng ta và dành cho chúng ta. Tương quan ấy được hiểu là cho nhau, với nhau, để hiểu, để được trở nên trong nhau. Ước mong qua sức mạnh của lời Chúa tăng thêm sự biến đổi trong tâm hồn chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và giúp chúng ta biết chọn Chúa là chính yếu của đời mình, để từ đó chúng ta luôn luôn can đảm trước mọi khó khăn, mọi gian khổ, mọi thách thức của thế gian, như Chúa Giêsu xem nhẹ cái chết là sự dữ mà thế gian mang lại, để chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa
và mạnh dạn loan báo tin mừng khắp mọi nơi. Chúa Giêsu đã nói: anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Amen.